mất chồng của tôi. Chết tao không dám. Mày có phải mày biết hết rồi đúng không? Mày nghe cái gì rồi? Cái gì? Tại sao con lại thốt ra những lời như thế với mẹ hả? Mày yêu à? Hả? Có thể để gọt hạt vào đĩa, lát chị dọn cho, có được không? Không thích đây, chị làm gì được tôi? Dù sao chị dọn, chứ có phải tôi dọn đâu. Tôi thích vứt đâu chả được. Chị là chị của em. Em làm vậy, không thấy quá đáng à? Chị đâu? Chị nào? Tôi là con mẹ tôi. Còn mẹ chị chết lâu rồi. Chị em cái gì? Sợ, làm như thân thiết lắm. Con này, mày ở nhà dọn dẹp cái kiểu gì mà để bẩn thỉu như này hả? Có phải cứ đợi tao đi ra ngoài xong rồi mày lại bắt đầu lười đúng không? Dạ không ạ, con đang lau thì em Linh vừa ăn xong lại vứt đi ạ. Nó vứt ra thì mày đi dọn đi, hay là mày đợi tao dọn hộ hả? Còn cả con nữa đấy. Mày đi học cái kiểu gì mà toàn thấy đội sổ thế hả con? Ôi dồi ôi, tao đi họp cho mày mà tao nhục không để đâu cho nó hết. Bài kiểm tra sắp tới, được điểm cao thì sẽ có thưởng. Điểm càng cao thì thưởng càng nhiều, được không? Được ạ. Mẹ ơi, kỳ nào con cũng được điểm cao. Kỳ này con kiểm tra con được điểm 9 với 10 thì mẹ nhớ thưởng cho con với. Cái gì? Ai? Ai cho phép mày được điểm cao như thế à? Từ bây giờ nhá, không được phép điểm cao hơn con gái của tao. Mày mà điểm cao hơn nó, tao phạt làm việc nhà gấp đôi, biết chưa? Nhưng sao em được điểm cao thì lại được thưởng, còn con lại bị phạt à? Mày còn dám hỏi vì sao à? Vì tao là con đẻ, còn mày chỉ là con riêng thôi, hiểu chưa? Không những như thế, cái loại như mày sớm muộn bị cuốn gói ra khỏi cái nhà này thôi, nhá. Mà này, từ bây giờ nhá, ban ngày ở nhà dọn dẹp, tối kèm cái Linh nó học. Nó mà không tiến bộ ấy, tao cắt cơm ấy, biết chưa? Dạ thưa mẹ. Còn nữa, mày mà bếp xếp gì vào bụng của mày? Chết tao. Không còn việc gì nữa thì vào dọn cơm đi, tao đói rồi đấy. Còn ở nhà nhức hết cả đầu. Nào, ăn đi. Cục vàng của bà của mẹ. Sao? Đói rồi à? Đói thì đợi tao và con tao ăn xong khắc đến gặp mày. Mày thấy tao không cho mày ăn nên mày định tạo phản đúng không? Cái chổi đâu rồi? Mày, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, cho lần sau mày còn dám láo không nhá. Mày này, mày xin lỗi mẹ. Mày này, mày xin này, mày thì xin, mày thích xin không? Mày xin này, mày xin không dám. Mày con xin lỗi mẹ, con không cố ý đâu. Mày con thả mẹ tha cho con đi, con không cố ý đâu. Xin.
chuyện gì thế ạ? Chào chị, tôi là Trang, là lao công của tòa nhà này. Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc, không biết là nhà chị có chuyện gì không ạ? Không, không có chuyện gì đâu, chắc là cô nhầm nhà rồi. Trẻ con của tôi, chúng nó ngoan lắm, không có chuyện mà kêu gào hay là khóc thét gì đâu cả nhá. Thế cô có việc gì thì cô làm tiếp đi nhá, đừng làm việc chúng tôi nữa. Nhưng mà... Gì? Thôi thì trẻ con còn không hiểu chuyện, có gì chị cứ từ từ dạy bảo chúng nó, đừng có đánh mắng tội nghiệp chị ạ. Tôi đã nói rồi, đừng có phía cũng là chuyện nhà tôi. Tưởng ai, chỉ là cái con lao công xấu xí thấp hèn, còn thích lên mặt dạy đời người khác á, mà không biết thần biết phận, hãm. Cháu có làm sao không? Có phải cháu bị người này đánh mắng không? Cháu đừng lo, cô không phải là người xấu đâu. Cô là người từng sắp làm mẹ, nhưng mà không may đứa con đấy bị sảy thai. Đứa con xấu số đấy của cô chắc có lẽ sẽ không bao giờ được chào đời nữa. Thế là cô rất yêu quý trẻ con. Cô chỉ muốn hỏi thăm xem cháu có bị làm sao không, chứ không có ý làm hại hay là làm gì cháu đâu. Bà ấy không muốn cháu nói chuyện với người lạ, cháu phải đi về đây. Nếu cháu có chuyện gì cần giúp hay đơn giản là muốn có người tâm sự thì hãy đến tìm cô. Hãy coi cô như là một người bạn của cháu, có được không? Anh nói cái gì cơ? Anh dám? Sao tôi lại không dám? Cái Linh, chẳng phải nó là con tôi sao? Đừng tưởng tôi không biết, tôi đã bí mật làm xét nghiệm ADN rồi. Cô nghĩ xem, giờ tôi nên làm gì đây? Xét nghiệm ADN á? Anh là đồ khốn á! Đúng, có thể cái Linh là con của anh thật, nhưng mà tôi với cả anh kết thúc rồi. Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và con bé nữa. Chẳng phải cô mới là kẻ bắt cá hai tay, lừa cả tôi lẫn thằng cha đó à? Rồi khi thấy nó có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, cô vội tìm cách đá tôi như đá một con chó sao? Tôi với cô cùng một loại như nhau cả thôi. Giờ cô mà không đưa tôi số tiền tôi cần ấy, thì chưa biết cái miệng thằng này có thể đi xa tới đâu đâu. Anh... Thôi được, tôi sẽ gửi cho anh số tiền mà anh muốn. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, cái gì có giới hạn của nó thôi. Anh mà còn định giở trò hay làm phiền đến mẹ con tôi ấy, tôi sẽ không để yên đâu. Con Thương này không phải thuộc dạng dễ chơi đâu. Mày, mày nghe cái gì rồi hả? Có phải mày hết hết rồi đúng không? Mày đã nghe cái gì rồi? Con không nghe cái gì cả. Mày điêu rồi hả? Con mất dạy này, mày nghĩ qua mặt tao. Mày, con xin mày, mày đi đây. Mày nghĩ mày qua được mặt tao á hả? Mày thì quay lại đây. Quyên ơi, con có làm sao không? Mày cho tao gặp con bé. Tao đã bảo cái loại rắc rối như mày đừng có mày cho mõ vào chuyện nhà tao. Quyên, cô ơi cứu cháu. Con yên tâm, có cô ở đây cô sẽ bảo vệ con. Con điên này, mày chán sống rồi à? Mày có biết là mày đang ở trong nhà của ai không? Mày có tin tao gọi một cuộc cho công an là mày bị gô cổ lại với tội đột nhập trái phép không hả? Cô báo đi, cô có giỏi thì cô báo đi. Dù hôm nay tôi có phải vào tù thì tôi cũng không để cô hành hạ con bé nữa đâu. Mày anh có chuyện gì thế? Sao anh? Cô là ai? Anh đã đi chơi công viên cả con bé về rồi ạ. À, đây là cô la công ở tòa nhà. Em đang đứng nói chuyện cả cô một xíu thôi. Cháu nói cho bố cháu biết sự thật đi. Nếu ngày hôm nay cháu còn không nói thì
thì sau này cô sẽ không giúp con được nữa đâu. Uyên, có chuyện gì thế con? Uyên, con nên nhớ mẹ mới là mẹ của con. Mẹ sẽ là người luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho con. Còn cô ấy chỉ là người ngoài thôi con ạ. Không phải, bà không phải là mẹ của tôi. Cô chỉ là con gì của bố tôi thôi. Lúc nào mẹ không hành hạ, đánh đập con, bắt con làm hết việc nhà, không cho con ăn, không cho con tắm, không cho con học bài, bà còn dọa nếu lo chuyện này với ai sẽ đánh con, bắt con nhịn cơm. Những gì con nói có phải thật không? Uyên, con muốn nói nhảm nhí gì thế hả? Mẹ biết đôi khi mẹ có thể là người mẹ chưa được tốt, có thể mẹ hơi khắt khe với cả con, nhưng mà trong lòng mẹ lúc nào cũng muốn chăm sóc bảo vệ cho con, luôn coi con như con đẻ của mẹ. Tại sao con lại thốt ra những lời như thế với cả mẹ hả? Tôi có thể làm chứng. Tôi là lao công của tòa nhà này. Nhiều lần tôi dọn dẹp ở bên ngoài, thấy cô ta đánh đập và hành hạ con bé rất là thậm tệ. Cô im đi, cô biết cái gì mà nói. Đây là chuyện gia đình của tôi, cô có quyền gì mà chõ mõm vào. Tôi là mẹ của nó, tôi tự biết cách dạy nó như nào. Cô là cái thá gì mà đòi dạy khôn tôi hả? Bà không phải là mẹ của tôi, và Ly cũng không phải là con ruột của bố tôi. Lúc nãy con nghe thấy bà ta nói chuyện với ai đó. Người đó nói rằng ông ấy là bố ruột của Linh. Còn nói cái gì xét nghiệm ADN. Con tin, bố cứ hỏi bà ta đi. Chuyện này có thật không? Cái Linh nó không phải là con ruột của anh sao? Anh từ từ, anh em giải thích đã. Thật sự lúc đấy em không hề biết nó lại không phải là con của anh. Đã rất nhiều lần em định nói chuyện này với cả anh rồi, nhưng mà em sợ anh không tin em. Em sợ anh sẽ ruộng bỏ mẹ con em. Nhìn đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào từ miệng của cô nữa. Từ chuyện cô hành hạ cái Uyên rồi đến bây giờ cái Linh không phải là con của tôi, tôi không thể chấp nhận được một người phụ nữ lừa đảo độc ác như cô nữa. Tôi và cô chấm dứt ở đây đi. Anh Uyên, bố xin lỗi, là bố nhìn nhầm người nên để con phải thiệt thòi rồi. Anh ăn cơm đi. Ừ, em ăn đi. Con ăn đi này. Cảm ơn mẹ. Em thấy mình thật là may mắn. Trước đây em chưa từng nghĩ là mình lại có thể làm vợ, làm mẹ một lần nữa. Bây giờ thì em đã có con, lại còn có cả anh nữa. Sao em lại nói như thế? Người may mắn phải là hai bố con anh mới đúng chứ. Anh có cái này tặng cho em. Đây là bộ sản phẩm dưỡng da làm đẹp cao cấp của Rich Skin. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Nhân viên công ty anh mọi người cũng dùng nhiều lắm, thấy ai cũng đẹp lên cả, nên anh nghĩ nó sẽ rất phù hợp với em. Đây, đây là viên uống đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Ngày uống 2 viên, kết hợp với bôi kem chống nắng ban ngày Rich Skin Sunscreen giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại tác hại của các tia UV, giúp da trắng sáng, giảm nám, sạm. Đặc biệt, kem chống nắng Rich Skin này còn có tác dụng dưỡng ẩm, tăng đàn hồi cho da nữa. Buổi tối, trước khi đi ngủ thì em dùng kem dưỡng da ban đêm Night Cream trị nám này. Nhất mẹ nhá, sau này mẹ đẹp hơn, khéo bố chẳng thèm chơi với con nữa. Em cảm ơn chồng. Con gái của mẹ yên tâm, mẹ tin là bố sẽ không bao giờ hết thương hai mẹ con mình đâu.
Hóa ra là như thế. Phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, cướp chồng của tôi. Thôi, bây giờ cô nói thật đi. Có phải trước đây cô giả vờ là mình xấu xí, làm bộ là mình đáng thương để lấy được lòng thương hại của anh ấy chứ gì? Thì ra cũng chỉ là cái loại cáo già thôi. Sớm muộn thì cô cũng bị quả báo vào thôi. Cô nghĩ ai cũng độc ác và dối trá như cô sao? Cô ấy đẹp lên là nhờ bộ sản phẩm làm đẹp dưỡng da cao cấp của Rich Skin. Tôi nói cho cô biết, ngoại hình xấu thì có thể đẹp lên được, nhưng nhân cách tồi tệ như cô thì không bao giờ khá lên được đâu. Đi về. Điều kỳ diệu mang tên